là 64 km. Cũng như mỗi ngày thì mình phải kiểm tra xe trước khi bắt đầu chặng đua, sau đó thì tập trung ăn sáng, uống cà phê. Sáng nay thì mình ăn sáng tại một quán cà phê có view rất là đẹp ở gần khách sạn. Ăn xong thì cả đoàn bắt đầu di chuyển ra điểm xuất phát. Anh cho anh ca cao nóng chưa? Hiện tại thì anh tổ trưởng tổ phối hợp trọng tài đang phân công công tác cho tụi mình. Nhiệm vụ của mình hôm nay là phối hợp với trọng tài xe 3. Và đây là đối tác của mình. Lúc này thì ban tổ chức cũng như bên đài truyền hình HTV đang chuẩn bị cho lên sóng vào lúc 8 giờ. Mình sẽ đi lên dàn đầu để quay cho các bạn xem cái đội xe dẫn đường của ngày hôm nay. Đầu tiên là xe 80A của Cục Cảnh sát Giao thông. Tiếp theo là xe Cảnh sát Giao thông của tỉnh. Sau đó là xe của đài truyền hình. Và tiếp đến là đoàn xe mô tô bảo vệ đoàn đua. Cuối cùng là lực lượng chốt đoàn đua. Và đây là các xe hậu cần tiếp tế của các đội đua. Hôm nay thì tại Hạ Long có các anh em bay dù lượn rất là đẹp. Dường như họ cũng đang góp vui cho cái cuộc đua cấp truyền hình năm nay.
bây giờ các đội đang vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Ngày hôm nay thì camera của mình bị trục trặc nên mình không thể có những clip quay trực tiếp tại đường đua, nên mình xin phép được sử dụng clip flycam của đây. Ở đây làm rất là tươi và giòn. Đây là khung cảnh ở trên tầng thượng của khách sạn của mình ở. Đây là khách sạn G7 nha. Ai có ra Hạ Long thì mình có thể ở tại khách sạn này. Rất sạch sẽ, đẹp đẽ và view cũng đẹp nữa. Buổi chiều lên đây đứng nhìn hoàng hôn mà lòng buồn man mác, không biết tả làm sao. Tại vì mình phải đi tới 1 tháng lận. Cảm giác nhớ nhà lắm các bạn. Đứng nhìn cái khung cảnh này thì mình mới thấm thía một câu là đi để trở về. Chiều thì anh em vô tô bắt đầu chia ra thành các tổ và họp. Nhưng mình thì là tổ trọng tài, rồi tổ bảo vệ, tiền phương, tổ báo chí, tổ mở đường kỹ thuật. Các anh em ngồi lại với nhau họp như vậy để rút kinh nghiệm hôm sau phục vụ giải tốt hơn. Còn đây là một số hình ảnh của trận đua hôm nay. Hôm nay thì mình được các anh em mô tô Thanh Hóa hỗ trợ mở đường và bảo vệ cho đoàn đua. Đường đua hôm nay khá là khó khăn vì khá nhiều đoạn đèo, dốc nguy hiểm. Nhưng mà các anh em đã hợp tác tốt và bảo vệ thành công cho trận đua. Còn đây là mình nè, đang chở đối tác. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo. Trận đua từ Hạ Long đi Hải Phòng với chiều dài là 123 km. Bye bye.